đang được kỳ vọng kế nhiệm đàn chị, nhưng lần trở lại của em gái Blackpink Baby Monster lại không thể đáp ứng thị hiếu của khán giả. MV debut bị chê thậm tệ, chưa đạt thứ hạng trên các bảng xếp hạng. Sáng ngày 1 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Baby Monster chính thức phát hành mini album Baby Monster cùng MV ca khúc chủ đề Sis, đánh dấu màn tái debut với đội hình đầy đủ 7 thành viên. Trước đó, nhóm đã có màn khởi động bằng MV Battle Up vào tháng 11 năm ngoái. Tân binh nhà YG Entertainment vốn được đánh giá cao về tài năng lẫn ngoại hình và được kỳ vọng sẽ vươn lên dẫn đầu thế hệ thần tượng thứ tư như cách đàn chị Blackpink hay 2NE1 đã từng làm. Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc mà nhóm vừa trình làng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn người hâm mộ. Thậm chí, chứng kiến sự thất bại liên tiếp của Baby Monster, khán giả trêu đùa nhóm nên ra mắt lần 3. Khác với hai nhóm nhạc cùng nhà, sản phẩm âm nhạc của Baby Monster không có sự hỗ trợ đắc lực từ phù thủy âm nhạc Teddy, ca khúc chủ đề Sis thuộc thể loại hip hop kết hợp với nhạc điện tử do Choi 37, producer lâu năm của YG Entertainment trực tiếp sáng tác và sản xuất cùng các cộng sự. Sau khi chính thức ra mắt khán giả, bản nhạc nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không khó để nhận ra Sis mang màu sắc âm nhạc đậm chất YG với những âm hưởng điện tử đậm đặc, đoạn rap ăn tiền, phần drop bắt tai mạnh mẽ và dần bùng nổ ở cuối bài. Phong cách này từng thịnh hành từ năm 2020 trở về trước. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhiều khán giả cho rằng công thức mà YG áp dụng đã cũ, không còn phù hợp với thị hiếu của số đông công chúng. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ còn thừa nhận Sis ngay lập tức khiến họ nhớ đến nhạc của Blackpink, nói rõ hơn là ca khúc giống như một bản mashup lộn xộn các tác phẩm mà Hắc Hường từng phát hành gồm How You Like That, Love To Hate Me và Shut Down. Xin hãy ngừng sản xuất, Jang Hyun Suk, đó thực sự không phải là thể loại âm nhạc tôi thích, nó cho cảm giác giống các bài hát của Blackpink. Có vẻ như không có gì thay đổi, chỉ là những bài hát giống nhau, phong cách hát giống nhau, trang phục giống nhau và MV cũng vậy, có chăng là những gương mặt trẻ hơn được hoán đổi. Có cảm giác như nhóm khác cover lại các bài hát của Blackpink nhưng với hơi hướng cổ điển hơn. Mặc dù bản thân bài hát có vẻ như bị hạ thấp so với phong cách của Blackpink nhưng tài năng vẫn đáng khen, cư dân mạng Hàn Quốc phản ứng. Việc lựa chọn Sis làm bài nhạc chủ đề được xem là một quyết định sai lầm của YG vì sản phẩm không hề giúp Baby Monster khẳng định được bản sắc âm nhạc riêng. Trong khi đó, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích đối với bản B-side mang tên Like That mà Chalipu sáng tác riêng cho nhóm hơn. Với những gì YG Entertainment đang làm thì dường như họ đang định hướng Baby Monster theo đuổi phong cách girl crush mạnh mẽ, cá tính tương tự các đàn chị 2NE1 hay Blackpink. Và điều này thể hiện rõ nét qua MV Sis. Dù sản phẩm vẫn chưa được đầu tư mạnh tay, hình ảnh bắt mắt nhưng lại bị nhận xét là thiếu sáng tạo, không có yếu tố mới mẻ và gây bất ngờ. Đặc biệt, không khó để bắt gặp một số góc quay, bối cảnh cũng như hiệu ứng quen thuộc từng xuất hiện trong những MV trước đây của nghệ sĩ nhà YG. Từ đó, khán giả lại một lần nữa phải đặt câu hỏi liệu màu sắc riêng của Baby Monster là gì? MV Sis tuy còn gây tranh cãi, song lại sở hữu lượt xem đáng nể. Chưa đầy 24 giờ phát hành, sản phẩm lần lượt chinh phục các cột mốc 10 triệu và 20 triệu lượt xem trên YouTube. Ngược lại, về mảng nhạc số, ca khúc lại nhận về tín hiệu không tốt. Theo đó, Sis ra mắt ở thứ hạng vô cùng khiêm tốn trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 100 Bucks, 150 Jennie và chưa lọt top 100 Melon. Trước đó, đĩa đơn mở đường Battle Up cũng có thành tích không mấy ấn tượng. Vì điều này, Baby Monster ngay lập tức bị đem ra so sánh với Elite, nhóm vừa debut vào ngày 25 tháng 3 và nhanh chóng gây sốt với ca khúc Magnetic. Chưa đầy một tuần, bài hát đã chính thức lọt vào top 5 các bảng xếp hạng trong nước gồm Maeon, Jennie, Bugs cũng như Floor. Thực tế, nếu đặt lên bàn cân với những nhóm nhạc nữ cùng thế hệ, Baby Monster đang có bước khởi đầu khá chật vật.